Thành tiết lộ gặp vấn đề về dây thanh quản cần chữa trị. Sau lễ cưới đình đám nhất showbiz Việt, Trấn Thành lại gây bất ngờ khi tiết lộ mình đang gặp vấn đề về dây thanh quản cần thời gian nghỉ ngơi và chữa trị. Trong một đoạn clip trò chuyện cùng người hâm mộ sau đám cưới, danh hài Trấn Thành đã tiết lộ nhiều điểm xấu của bản thân và vợ mới cưới. Theo đó, Trấn Thành bật mí, Thành có nhiều điểm chưa ổn lắm nha, hay đi trễ, hay ngủ quên, hay quên đồ, không tiết kiệm, xài tiền theo cảm hứng chứ không có kế hoạch. Nóng tính, khi giận thì biểu cảm dễ khiến người đối diện cảm giác bị tấn công, nói nhiều. Nói đến đây, nam danh hài đùa vui, nếu như Harry thích người nói nhiều thì đó lại là ưu điểm. Nhắc đến vợ mới cưới, Trấn Thành hạ giọng, còn Harry thì có những điểm chưa ổn lắm, ví dụ như suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ một phần do cô ấy khổ từ nhỏ, ra đời sớm, bươn trải sớm rồi khi làm nghề vướng nhiều thị phi quá, nên đến giờ niềm tin vào cuộc sống không nhiều. Vì vậy, Harry suy nghĩ chuyện gì cũng hướng về tiêu cực, Thành đang cố gắng cảm hóa và thay đổi điều đó. Tâm sự về đời sống tình cảm, Trấn Thành không ngại bộc bạch, anh và Harry thường gây lộn những chuyện trên trời. Mỗi lần gây lộn, không ai cho mình là sai hết, vì mỗi người đưa ra một lý lẽ, hy vọng từ nay về sau mọi chuyện sẽ ổn, Trấn Thành nói. Bên cạnh đó, khi chia sẻ về định hướng sự nghiệp trong tương lai, Trấn Thành khiến nhiều người bất ngờ khi nói rằng anh đang bị viêm thanh quản cấp. Trong tương lai, tôi thích có những sản phẩm đặc biệt hơn, những sản phẩm về điện ảnh chất lượng, nhưng tôi muốn bớt việc lại để giữ giọng. Vì như quý vị thấy thì giọng nói của Thành dạo này bị khàn hơn. Tôi bị viêm thanh quản cấp, vào bệnh viện các bác sĩ nội soi thì thấy dây thanh quản bị hở. Chính vì vậy, tôi rất cần nhiều thời gian để uống thuốc, nghỉ dưỡng thì giọng nói mới trở lại. Mà trong tôi lại rất thích ca hát, trong khi hiện tại là giọng bị khàn luôn rồi nên hát nốt cao rất khó. Xưa hát nốt cao dễ dàng thì giờ cực khổ, cho nên giờ tôi không biết làm sao. Hy vọng thời gian sắp tới tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi là chính, để có thể làm được nhiều dự án hơn về điện ảnh hay âm nhạc. Thông tin Trấn Thành bị viêm thanh quản cấp, cần thời gian nghỉ ngơi, chữa trị khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại. Nhiều người liên tưởng đến căn bệnh mà MC Vân Hugo đang mắc phải. Tuy nhiên, chứng viêm thanh quản cấp của Trấn Thành có lẽ không nghiêm trọng như vậy. Và đúng như Trấn Thành nói, anh chỉ cần một thời gian nghỉ ngơi uống thuốc thì giọng nói sẽ trông lại như lúc đầu.